Chào các bạn, chúng ta đang có mặt tại kho hàng Nhật Sofares House số 12 ngõ 24 đường Hoàng Quốc Việt. Và tôi là Bùi Huy, đại diện cho kho hàng Nhật. Rất nhiều các bạn khi bắt đầu đi tìm mua một cái tủ lạnh hàng nội địa Nhật thì đều có một cái suy nghĩ và câu hỏi là tại sao mà chúng ta không ra siêu thị để chúng ta mua một cái tủ lạnh cũng là sản xuất tại Nhật, cũng là 6 cánh đang được bán tại siêu thị mà chúng ta phải đi tìm mua những cái sản phẩm cũ hàng nội địa như ở kho của Bùi Huy. Thì ở clip này tôi sẽ giải thích cho các bạn biết nguyên nhân và sự khác nhau giữa hàng được gọi là hàng Nhật đang bán ở siêu thị và hàng nội địa Nhật đang được bán trên thị trường, cũng như là kho của em Huy nó khác nhau như thế nào. Đó. Thì là trước mắt các bạn là những cái tủ lạnh hàng nội địa Nhật. Nếu như các bạn nhìn qua, các bạn sẽ thấy tất cả đều được thiết kế 6 cánh. Nhưng mà nếu các bạn nhìn kỹ và tôi sẽ quay lại gần thì các bạn biết là con này nó cũng là tủ 6 cánh nhưng nó không phải hàng nội địa Nhật. Con này là của hiệu Hitachi. Nghĩa là hàng nội địa Nhật ấy là hàng mà sản xuất ra chỉ sử dụng cho thị trường Nhật và dùng điện 100V. Đấy gọi là hàng nội địa. Còn những cái hàng mà có tiếng Anh như thế này, chạy điện 220V, xuất sang các thị trường khác, ví dụ như thị trường Việt Nam, thì nó không được gọi đấy là hàng nội địa Nhật. Đó là một điểm. Còn đây là một con hàng nội địa Nhật này, cũng là của Hitachi. Hàng nội địa Nhật, hoàn toàn là tiếng Nhật hết. Đó. Thì chúng ta nên hiểu cái bản chất như thế này. Chất lượng của sản phẩm ấy là nó sẽ phụ thuộc vào thị trường sử dụng nó. Nghĩa là mỗi một thị trường thì sẽ có bộ tiêu chuẩn kỹ thuật khác nhau. Tôi đang làm clip vào ban ngày, thành ra là có rất nhiều tạo âm nên các bạn chịu khó nghe. Chất lượng sản phẩm sẽ phụ thuộc vào cái thị trường tiêu thụ nó. Ví dụ như là sản phẩm hàng nội địa Nhật sản xuất ra cho nước Nhật dùng thì nó sẽ phải bắt buộc nó phải đáp ứng theo cái yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật của Nhật. Còn những cái sản phẩm mà sản xuất cho Việt Nam hay cho thị trường châu Á thì nó sẽ theo cái tiêu chuẩn của Việt Nam và thị trường Việt Nam và theo tiêu chuẩn của thị trường châu Á. Và tiêu chuẩn của thị trường Nhật nó là một cái thị trường mà có người sử dụng, nghĩa là khách hàng ấy, rất là khó tính và yêu cầu cái tính tiêu chuẩn kỹ thuật nó phải cao. Chính vì vậy nên là sản phẩm mà sản xuất cho thị trường Nhật nó có một cái chất lượng nó rất là tốt. Còn những cái sản phẩm tương tự như vậy mà bán ở thị trường Việt Nam thì nó sẽ có chất lượng là hoàn toàn khác. Đấy. Điều đấy để lý giải các bạn biết là tại sao mà chúng ta nên đi chọn một cái tủ lạnh nội địa Nhật thay vì là chọn một cái tủ lạnh đang bán ở siêu thị ở Việt Nam. Về cơ bản các bạn nhìn này, nó thiết kế là như nhau, đều là 6 cánh, đều là theo cái hình dáng của hàng Nhật. Thế nhưng chất lượng nó hoàn toàn khác nhau. Chắc hẳn các bạn sẽ thấy là rất là ngạc nhiên là tại sao ở kho hàng nội địa Nhật của Bùi Huy lại có một con tủ lạnh điện 220 như thế này. Đây không phải là cái tủ mà tôi trưng bày để bán, mà đây là một cái tủ mà hôm qua tôi vừa lấy ở nhà khách hàng về. Nghĩa là nhà chị khách này là chị đi mua con tủ này từ năm ngoái, nghĩa là được khoảng 14 tháng rồi. Nếu các bạn để ý là nhìn là rất còn mới nhá. Các bạn nhìn này, rất là mới, chưa hề có dấu hiệu của bong chóc hay móc méo. Đây, cái tờ giấy mà khi mua mới nó dán lên bề mặt nó vẫn còn nguyên đây này. Nghĩa là nhà chị dùng rất là cẩn thận. Đấy, các bạn nhìn đây này, khay trứng nhà chị gần như còn chưa dùng này, vẫn còn khoảng dính mới này. Khay trứng gần như chưa dùng, nhà chị dùng rất là cẩn thận và ít dùng. Nội thất còn rất là mới. Đấy. Hộ em bác. Đấy. Thế nhưng mà ở hiện tại thì con tủ này khi mà chị gọi điện cho chị khách gọi điện cho tôi thì có trình bày là con tủ này thì dùng được 14 tháng và vừa hết bảo hành được 2 tháng thì nó đã bị chết lốc. À, nó bị hỏng. Bị hỏng thì gọi hãng vào thay. Gọi hãng vào thay thì là hãng bảo là nó bị chết lốc.
và thay lốc là hết 12 triệu. Thay lốc là hết 12 triệu. Và chị đã không thay và chị đã quyết định gọi đến để mua một con tủ hàng nội địa Nhật, chứ không dùng cái dòng tủ này nữa. Trong khi đó, nếu như mà tôi có bảo chị là nếu như chị muốn thay lốc thì em vẫn sẽ thay cho chị được lốc của chính hãng, và chi phí là chỉ hết 6 triệu rưỡi thôi. Đấy. Nhiều bác đi mua hàng nội địa Nhật thì có hỏi là thế hàng nội địa Nhật thì linh kiện thay thế có dễ không? Và chi phí có đắt không? Đấy, thì em trả lời cho các bác là thực chất thì là chi phí chi phí về linh kiện thì không đắt, mà chỉ đắt về dịch vụ thôi. Đấy, nghĩa là họ đến họ thay cái lốc là họ lấy 12 triệu. Họ lấy 12 triệu trong khi đó chi phí chỉ hết khoảng tầm 5 triệu thôi. Họ lấy 12 triệu nghĩa là cái linh kiện không hề đắt mà dịch vụ mới là đắt. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ xem cái thông số của hai con tủ này. Như con này là con hàng ở Việt Nam này, bán ở Việt Nam theo tiêu chuẩn kỹ thuật của Việt Nam. Hiện tại nó đang bị toi lốc rồi. Đành rằng nói đồ điện tử thì nó không thể nói mạnh được, nó sẽ là tỷ lệ. Thế nhưng mà chất lượng sản phẩm thì rõ ràng phải phụ thuộc vào thị trường sử dụng nó rồi. Đây tôi chỉ cho bạn thông số. Cũng dùng ga R600A. Đó. Hitachi Tokyo Japan. Made in Japan, rất là cẩn thận, sản xuất tại Nhật luôn. Đúng không ạ? Tổng số lít là 497 lít. Và để tôi xem nào. Điện áp là 220 đến 240 V. Xem là nó chỉ số tiêu thụ điện năng của nó ở đâu à? Kiểu gì nó phải ghi là tiêu thụ điện năng ở đâu nhỉ? Chẳng nhẽ nó lại không ghi à? Để tôi xem nào. Chắc là tem năng lượng thì nó ghi ở đây. Đây con này tiêu thụ hết này. Một năm tiêu thụ hết 406 số điện trên một năm. Đó, nghe tủ lạnh thì nó sẽ tính theo năm vì là cắm liên tục. Bây giờ chúng ta sẽ xem cái thông số của con tủ nội địa Nhật. Con này là 500 lít này. Cũng dùng ga R600A này. Một năm nó chỉ tiêu thụ hết 260 số điện thôi. Nghĩa là một năm nó sẽ tiết kiệm cho chúng ta được khoảng 140 số điện. Đấy. Và chúng ta nên nhớ là cái thông số tủ nội địa Nhật nó sẽ chính xác, độ chính xác sẽ cao hơn rất là nhiều so với thông số hàng xuất nhé. Đấy, vì tiêu chuẩn nó khác nhau. Đấy. Dùng điện 100V. Đấy. Đấy. Chúng ta thấy được là nó rất là tiết kiệm nhiên liệu. Và chất lượng của nó thì hoàn toàn khác. Để mà dùng con tủ nội địa Nhật của Hitachi này mà để mà chết lốc thì tỷ lệ của nó thì tôi nói thật là chưa gặp bao giờ. Chưa gặp con tủ Hitachi chết lốc bao giờ. Chỉ có tủ Toshiba thì còn có thôi. Đấy, nhưng con tủ Hitachi này khi khách dùng được hơn một năm đã bị chết lốc rồi. Cái này chị nhờ bán hộ. Và tôi đang mua hộ cho một anh bạn làm nghề điện lạnh và điện 220V. Tôi mua hộ thôi chứ tôi không bán dòng này, tôi chỉ chuyên hàng nội địa Nhật thôi. Đó. Thì từ nãy đến giờ thì tôi cũng muốn nói là một số những cái lý do mà tại sao mà chúng ta nên mua hàng nội địa Nhật. Đấy, và nó khác nhau như thế nào. Nghĩa là nhiều khách hàng mà đi mua sẽ bị lầm tưởng nhé. Bị lầm tưởng ấy. Khi ra siêu thị mua thì sẽ được nhân viên tư vấn là đây là hàng nội địa Nhật đây, Made in Japan đây. Đấy. Thế nhưng mà khách hàng không hiểu về bản chất. Nghĩa là sản xuất tại đâu không quan trọng. Đấy. Sản xuất tại Trung Quốc cũng không phải là xấu, mà sản xuất tại Nhật cũng không phải là tốt. Nghĩa là đơn vị sản xuất thì nó chỉ sản xuất theo đơn hàng. Cho dù Nhật hay cho dù Trung Quốc thì nó chỉ sản xuất theo đơn hàng thôi. Chứ các bạn muốn đặt của nó đơn hàng ít tiền mà chất lượng tốt thì nó không sản xuất được. Đấy, các bạn sang Nhật và các bạn bảo là bây giờ tôi muốn sản xuất cái đơn hàng một cái tủ lạnh chỉ có 10 triệu thôi thì bắt nó sản xuất tốt thì không sản xuất được. Thế nhưng các bạn mang tiền sang Trung Quốc bảo sản xuất cái tủ lạnh 50 triệu nó sản xuất cho các bạn cái tủ lạnh 50 triệu ra gì đấy. Đấy, chúng ta nên hiểu bản chất là như thế. Chứ đừng nghĩ là sản xuất tại Nhật là tốt nhé. Quan trọng là thị trường sử dụng nó. Thị trường sử dụng nó là Nhật, là thị trường Nhật. Thì nó phải theo tiêu chuẩn của Nhật và chắc chắn là tốt.
Còn thị trường mà sản xuất để dùng cho Việt Nam thì theo tiêu chuẩn của Việt Nam thì thực sự nó không thể tốt bằng tiêu chuẩn của Nhật được. Vì nếu như nó mà có sản xuất theo cái tiêu chuẩn của Nhật thì bán ở thị trường Việt Nam giá rất cao, nó không phù hợp. Cộng thêm cái khoản lãi của thương gia nữa thì nó lên rất cao. Đấy. Các bạn biết là tại những cái thời điểm mà siêu thị họ sale ấy, họ giảm đến 40%. Đấy, chắc chắn là họ không bao giờ bán lỗ các bạn rồi. Nhưng các bạn hiểu là cái lợi nhuận của họ khủng khiếp như nào. Nên các chúng ta đi mua hàng chúng ta phải tỉnh táo. Nên tỉnh táo để chúng ta lựa chọn được cái hàng nó thực sự là chất lượng. Nếu như mà coi clip này các bạn vẫn chưa hiểu được lý do tại sao phải đi mua hàng nội địa Nhật mà không phải là ra siêu thị mua một cái hàng ở siêu thị thì các bạn hãy gọi điện cho tôi sẽ giải thích cụ thể hơn. Gọi điện cho tôi qua số điện thoại là 0966 937 999 hoặc đến gặp tôi trực tiếp tại kho hàng Nhật, shop FedEx sau số 12 ngõ 24 đường Hoàng Quốc Việt. Đó. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh YouTube Bùi Huy kho hàng Nhật để nhận thêm nhiều những cái chia sẻ thú vị về hàng điện máy nội địa Nhật của tôi. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong clip lần sau.